Thành phố Thủ Đức mới đây đã chính thức đưa vào hoạt động trung tâm điều hành thông minh IOC do tập đoàn VNPT phối hợp xây dựng. Đây là trung tâm điều hành đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh có đầy đủ 9 lĩnh vực đô thị thông minh và phân hệ điều hành phòng chống dịch bệnh và phục hồi kinh tế. Trung tâm điều hành thông minh IOC thành phố Thủ Đức được triển khai với nhiều chức năng trên mọi lĩnh vực điều hành quản lý, bao gồm hệ thống phân tích dữ liệu kinh tế xã hội, hệ thống giám sát giải quyết thủ tục hành chính, hệ thống tiếp nhận phản ánh của người dân, hệ thống quản lý văn bản điện tử, hệ thống giám sát điều hành an ninh trật tự công cộng và giao thông, hệ thống giám sát thông tin mạng xã hội, dữ liệu ngành giáo dục, dữ liệu ngành y tế, hệ thống quản lý dữ liệu không gian địa lý GIS. Trong thời gian tới, thành phố Thủ Đức sẽ phối hợp cùng VNPT tiếp tục bổ sung các lĩnh vực mới, tích lũy và mở rộng dữ liệu theo thời gian để làm giàu kho dữ liệu, tận dụng hiệu quả dữ liệu sẵn có, đưa vào công nghệ AI, phân tích Big Data, mô hình dự báo, chủ động xây dựng các công cụ hỗ trợ ra quyết định, đáp ứng kỳ vọng xây dựng thành công đô thị thông minh thành phố Thủ Đức. Tính đến thời điểm này, VNPT đã triển khai bộ não số IOC cho hơn 30 tỉnh thành phố trên cả nước và được xem là một trong những giải pháp trọng tâm góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia từ các cấp chính quyền tới các bộ ngành và địa phương. VNPT IOC cũng được bình chọn là giải pháp 5 sao cho thành phố thông minh vào năm 2020.